Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những trải nghiệm thú vị và những thông tin hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về Thứ trưởng Lê Hải An trượt chân tẻ ngã từ lầu 8 tại cơ quan làm việc dẫn đến tử vong đã dãy lên rất nhiều những nghi ngờ trong dư luận thì xin tích một bài viết do chị gái họ của thầy giáo Lê Hải An đã đăng trên Facebook. Nơi em ra đi là lan can cao 1m45, quan nghịch Em là con trai út của giáo sư Lê Hải Châu, nhà toán học Việt Nam. Ông đã cống hiến và là người mang rất nhiều giải toán học quốc tế cho nước nhà. Em Hải An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, là tấm gương học giỏi ngay từ nhỏ, thông minh, trí tuệ, công tâm vươn đến đỉnh cao bao hàm học vị vị trí của em tôi đảm nhiệm khiến ai cũng ngưỡng mộ bằng cấp thật năng lực thật trái tim nhiệt huyết thật tiếng nói thật em tôi nói ít làm nhiều cả cuộc đời luôn vươn đến việc học nghiên cứu để thực hiện ước mơ đưa nền giáo dục của nước mình theo kịp nước bạn và vươn lên tầm cao phát huy nhân tài đất nước có lẽ khi em mất tôi không nêu ra những ai cũng biết những gì em tôi có thể đạt được ở tuổi bốn mươi tám Em ra đi vào buổi sáng ngày 17 tháng 10, mùa đông tại Hà Nội. Một ngày không mưa, hàng triệu giọt nước mắt đầu buồn nhỏ xuống thấm ướt cả mặt đường. Lỗi em đi sao thầm lặng và tịch lưu quá, nguyện nén niềm đau vô biên. Em là hạt gạo trên sàn của đỉnh cao chính tuệ. Trong bộ giáo dục Việt Nam có bao nhiêu người sáng giá và có tâm như em. Bao năm mòn mỏi đèn sách bảo vệ tiến sĩ từ Nga đến Vương quốc Anh. Tới vài chục đề tài cũng như các sáng kiến kinh nghiệm cùng bao tranh trở về giáo dục Việt Nam. Hầu hết mọi đề tài mà em làm từng báo cáo đều đạt cấp nhà nước. Em tôi chưa bao giờ vũ ngực khoe danh. Thương em lắm Hải An ơi. Cái chết của em khi nhắm mắt ra đi không một người thanh kể cạnh. Đau lắm phải không em? Có bao đồng nghiệp nhìn thấy em rơi. Em rơi như thế nào? Rơi tự do? Rơi vô thức? Hay là vì sao em ngã? Mọi người đang lắng nghe em nói mà dường như đã rất muộn phải không em? Não nề, bi ai quá. Giả như không có buổi họp hội đồng giáo dục sáng hôm ấy, mọi người sẽ không mắt em. Em là tài sản, như một báu vật thiêng liêng của gia đình và xã hội. Em ra đi khi sức khỏe và nhựa sống vẫn đang tàn trề. Tuổi 48, đàn ông. Người ta thường nói đây là khung tuổi đi vào sự ổn định của đỉnh cao sự nghiệp và trí tuệ mà em. Em thật sự là niềm tự hào, là bí thư trẻ hiếm hoi trong bộ giáo dục Việt Nam. Bao lớp sinh viên Việt Nam ngưỡng mộ sự tài giỏi và cái tâm hiền lành của em lắm chưa tròn một năm nhận chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, em tôi là người đã ký quyết định kỷ luật 13 tên gian lận trong thi cử, cũng nhằm mang lại sự nghiêm minh cho ngành giáo dục xã hội Việt Nam. Con đường rộng thanh thang và cả một tương lai sáng ngời ngời của cuộc đời còn đó, mà em tôi đâu rồi. Em ra đi trong sự ngậm ngùi cùng trái tim đang tỏa sáng giữa giang. Mọi người đau quắt quả lòng thương em lắm đời sẽ luôn ghi nhận những ý tưởng, hoài bão, tâm huyết cùng sự giản dị chân chính trong đời thường của em mỗi ngày. Vô cùng thương tiếc em, Hải An ơi. Hà Nội, tháng 10 năm 2019. Nguyễn Thị Thanh Hương, chị gái họ thầy giáo Lê Hải An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Bây giờ quý vị có thể nhắn vào đây chúng ta xem tiếp một số thông tin khác chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau